Rồi, cho các bạn đây là cái camera an ninh để ngoài trời. Nó có thể xoay được 270 độ. Nó tên là Imilab EC3. Và cái độ phân giải quay của nó là 2K. Nó là cái phiên bản quốc tế chứ không phải là phiên bản nội địa của Trung Quốc. Thì hôm nay mình sẽ trên tay cái camera ngoài trời này với lại một cái camera nữa gắn ở trong nhà. Để cái điểm mình rất là thích là hai camera đó giá rất là rẻ. Ví dụ như cái camera này nó chỉ có 1.050.000 thôi, mà nó có gần như đầy đủ những cái tính năng rất là hiện đại của một cái camera an ninh. Rồi bây giờ mình sẽ nói với anh em xem là nó có cái gì hay. Trước tiên á, là nó là camera để ngoài trời, do đó nó có thể chịu được nắng hay là mưa. Cái khả năng nó chịu được là IP66. Nó có thể xoay qua xoay lại một góc 270 độ. Tức là các bạn có thể dùng cái app ở trên điện thoại, các bạn điều khiển nó thì nó có thể xoay sang bên này, xoay sang bên kia. Đó. Ví dụ như là các bạn thấy một cái notification là có người hay có một cái gì đó xuất hiện ở trong cái tầm nhìn của camera. Và khi các bạn ngước lên ấy, thì có thể là cái người đó họ đã di chuyển sang hướng bên này. Thì lúc đó các bạn có thể điều khiển cái camera để nó đi theo cái người đó, cho các bạn biết xem là chuyện gì đang diễn ra. Nó trang bị cả cái khả năng quay ban đêm, do đó là cái hình ảnh nó nhìn được ban ngày cũng như ban đêm đều đủ để cho anh em có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Và thậm chí là với cái độ phân giải cao của nó thì nó còn rõ ràng. Và dĩ nhiên nó dùng một cái định dạng hiện đại, đó là H265, để cho cái chuyện lưu trữ cũng như là sử dụng file nó nhẹ nhàng hơn, trong khi nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng cao. Nó có trang bị mic cũng như là loa để anh em có thể đàm thoại ha, đàm thoại giữa anh em đang cầm cái điện thoại với cái người đang đứng trước camera. Ví dụ như là mình để nó ở trước cửa nhà mình, mình thấy rằng là có ai tới. Nếu mà người quen mình có thể ra mình mở cửa, nhưng nếu người lạ mình có thể hỏi: ủa anh ơi, anh tìm ai đó hay là anh có giao hàng gì không? Thì cái loa sẽ phát ra đây và cái người đó họ có thể nói lại và mình nghe được ha. Nó có microphone để thu và cho mình nghe luôn. Ê ê, giờ đây đi đâu vậy? Em đem máy về, mai đi quay trên hiệp. Mai quay hả? À, mai quay. À, anh Hiệp đang nói chuyện với em nè. Ồ, anh Hiệp hả? Vậy mai em qua nhà anh hả? Ok, mai qua nhà anh nha. Ok, bye bye. Mình thấy đây cũng là một trong những cái tính năng tốt cho cái chuyện an ninh ha. Khi mà các bạn nhận được một cái notification từ cái camera là có ai đó ở trước cửa, thì các bạn có thể nói một cái gì đó ra. Nếu mà là kẻ trộm hay một cái người gì đó không phải là đúng tìm anh em, đúng mục đích á, thì có thể người ta sẽ bỏ đi. Rồi về kết nối thì chúng ta sẽ có 3 cách như sau. Thứ nhất là anh em có thể cắm cái dây len vào cái camera này. Nó có một cái đầu dây len cái ở chung với đầu nguồn. Em cắm vào thì đó là cái kết nối mà có cái tốc độ truyền tải tốt nhất, ổn định nhất. Tuy nhiên anh em phải kéo dây len thì nó không tiện bằng là dùng wifi. Wifi thì anh em có thể kết nối nó vào cái router nhà anh em ha, để nó bắt wifi luôn mà. Đó. Và cái thứ ba là anh em có thể kết nối trực tiếp từ cái điện thoại vào cái camera và sẽ đối xử với nó như là một cái hotspot vậy và coi ở đó. Thì với kết nối wifi hay len vào router thì anh em có thể truy cập vào cái camera từ xa ha. Chúng ta có thể cầm điện thoại đi đến bất cứ nơi trên thế giới, và khi mà có mạng internet thì có notification hay có những cái gì đó nó đều chuyển về cho anh em. Và cái ứng dụng mà để quản lý camera này đó là cái ứng dụng Mi Home. Thì nếu mà anh em xài những cái sản phẩm đèn thông minh hay là cửa thông minh hay những cái gì đó thông minh mà của hệ thống Mi Home, thì anh em thấy rằng là đó là một cái hệ thống rất là thông minh, rất là dễ dàng để điều khiển, để mà thêm camera vào, bỏ camera đi, và có thể nhiều người cùng một lúc đều có thể theo dõi camera này được, rất là dễ dàng tiện lợi ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái camera thứ hai, là cái camera an ninh khác, giá chỉ có 600 ngàn thôi và gắn này trong nhà có thể xoay được 360 độ. Rồi, đó là cái Xiaomi Imilab A1. Thì nó là camera an ninh nhưng được thiết kế để gắn ở trong nhà. Thì anh em sẽ gắn nó lên trên trần nhà, ngược lên giống như mình đang gắn như vậy, hoặc là anh em cũng có thể để nó ở trên cái mặt bàn bình thường. Thì mình thấy rằng là những cái cửa hàng nhỏ hay những cái kho nhỏ, hoặc là kể cả nhà ở nhà, anh em cũng có thể gắn cái camera này để chúng ta có thể theo dõi được, chúng ta có thể quan sát được cái không gian trong nhà. Hoặc là ví dụ như anh em để con anh em ở trong một cái phòng riêng, nó ngủ riêng, thì cũng có thể trang bị cái camera này để chúng ta có thể theo dõi nó từ xa ha. Có thể khi mà nó khóc á, thì camera nó sẽ biết được và nó báo thông qua notification của chúng ta. Và khi nó chuyển động hay có người đi vào trong cái khung theo dõi của nó thì nó cũng sẽ báo notification cho chúng ta thông qua app. Nó giống như camera ở ngoài, rất là tiện đó. Và nó có thể xoay được 360 độ ha. Anh em có thể vô cái app Mi Home, chọn camera, sau đó xoay 360 độ để theo dõi, để có thể quan sát được tất cả những không gian ở trong nhà của anh em luôn đó. Và nó cũng có tính năng đàm thoại 2 chiều ha. Anh em có thể ở xa, anh em bấm cái nút gọi
thì sau đó chúng ta sẽ nói, cái âm thanh chúng ta nói nó sẽ truyền sang internet, nó đến cái loa của cái camera này, và nó cũng có microphone để mà cái người đang ở gần camera có thể nói chuyện ngược lại được. Về độ phân giải thì nó sẽ có độ phân giải là 2K, nó có thể quay được ban ngày, tức là trong cái điều kiện ánh sáng có mở đèn này nọ, ở trong nhà chúng ta mở đèn mà, và nó có thể quay được khi anh em tắt đèn, bởi vì nó có cái khả năng quay hồng ngoại. Cái điểm mình thích nhất ở camera này là nó chỉ có cái giá là 690.000, nhưng mà nó được trang bị gần như tất cả những cái gì đó tiên tiến của một cái camera hiện đại ha. Anh em kết nối nó vào trong cái mạng wifi nhà anh em, sau đó anh em cho nó vào cái Mi Home. Thì Mi Home là cái app để mà điều khiển những cái thiết bị đèn đóm gì đó của Xiaomi, và ở bất cứ chỗ nào miễn là anh em có internet thì anh em đều có thể truy cập vào trong cái camera đó để mà xem nó, để mà điều khiển nó, để mà quay video gì đó rất là dễ dàng. Nó cũng có khe thẻ nhớ để anh em có thể lưu cái video theo ngày giống như những camera khác. Điều mình rất thích ở hai chiếc camera này đó là giá. Cái camera ngoài trời này chỉ có cái giá là 1.050.000 đồng, và camera trong nhà thì là 700.000 đồng. Em thấy rằng là cái giá rất là rẻ, nhưng mà nó lại được trang bị cái tính năng rất là tốt, tức là cả hai đều có thể kết nối internet để anh em có thể truy cập vào xem hoặc là điều khiển từ xa, hoặc kể cả là điện thoại hai chiều từ xa ở bất cứ chỗ nào miễn đã có internet đó. Thì đó là cái quan trọng. Cái ngoài trời thì có thêm cái tính năng để phù hợp với lại cái môi trường của nó là IP66, còn bên trong thì chúng ta có thể xoay được 360 độ nhiều hơn. Thì mình nghĩ rằng là khi mà anh em nghĩ về những cái thiết bị an ninh, nghĩ về cái gì đó nó an toàn hơn, hoặc là anh em muốn quan sát nhà anh em được kỹ hơn, tổng thể hơn, thì anh em để quan tâm đến những cái camera như vậy. Rồi, xin cảm ơn anh em.